Nhiều người cứ nói trên cái clip 143 cứ nói sao lúc anh nói Phật lúc anh nói Chúa, tại vì người ta vừa nhìn thấy cái tựa đó thì người ta không hiểu, thì Kiệt giải thích thì những người mà theo dõi Kiệt lâu thì hiểu được ngay Chúa với Phật là một người ở một cái thời đại, không còn biết thời đại nào, trong khoảng thời gian đó cả địa cầu này chỉ cần một giáo chủ xuất hiện thôi thì một tiếng nói để dạy nhân, chứ không có hai giáo chủ xuất hiện thì hai tiếng nói và nói ai nghe. Thì Chúa tái lâm hay là Phật Di Lặc xuất hiện thì cũng đều là một, đó là ý việc nói như vậy. Việc là người messenger, là truyền tin của cái thời đại Tam Thế Chiến,